Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2018, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh xin test một cặp loa Pooler S701 gửi một vị khách hàng ở tỉnh Điện Biên và hai chiếc đầu tách 10 Âm thanh Đức Hạnh xin test gửi một vị khách ở Tuyên Quang. Vâng, cặp loa Pooler S701 Âm thanh Đức Hạnh xin test gửi anh Nguyễn Văn Ngọc. Địa chỉ của anh là chi cục thuế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Vâng, anh Ngọc cũng đã đặt của cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh những sản phẩm như trước cũng đặt một cặp S701. Vâng, cặp này là cặp thứ hai. Vâng, hai chiếc đầu tách 10 Âm thanh Đức Hạnh xin test gửi một vị khách hàng ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Vâng, anh xin được giấu tên. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Minh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh là một nơi trung tâm uy tín để cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc hãy tin tưởng và đặt những sản phẩm bên cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh cung cấp ra cho quý vị và các bạn. Vâng, trong một ngày 24 tháng 5 năm 2018, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh được nhận rất nhiều các cuộc điện thoại của quý khách hàng đặt những sản phẩm. Và sau đây Âm thanh Đức Hạnh sẽ test từng sản phẩm gửi các khách hàng ở phương xa. Vâng, rất chân thành cảm ơn những vị khách. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm. Trong thoáng em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nhau. Sẽ cố quên khung trời hoa màu ngày hè bên anh tình mình đến giữa nhà. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng tâm hồn. Em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau. Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu. Thời gian
mắt trong lành, đẹp màu lam tóc xanh càng lưu luyến xuân tình. Ai thay ai đổi tơ duyên bước chân xa thuyền, ta riêng ấm ủ trong tim, tình đầu nào quên. Vì lòng đã chốt đêm hoa đào buộc vào cành tháp xuân ban đầu, bao nhiêu lá thư màu ngày nào vẫn khắc sâu ngàn câu mến thương nhau. Phẩm của ngày 24 tháng 5 năm 2018, cửa hàng xin tép qua để gửi cho những vị khách hàng ở phương xa. Vâng, những sản phẩm mà bên Âm Thanh Đức Hạnh cung cấp cho quý vị và các bạn thì hãy yên tâm sử dụng. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh đang test một chiếc đầu Tech 10. Vâng, nhưng mà hai chiếc Âm Thanh Đức Hạnh cũng đã thử hết rồi. Vâng, anh yên tâm sử dụng những sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin dừng clip vào đây để nhiều phần cho những video tiếp theo. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.